Xin chào các bác nhé, chào các bác đã trở lại với trang Kiến Cổ Kỳ Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm đến em của em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em có thể nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải dưới video, nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi qua tin nhắn rất nhanh đến điện thoại của bác vì ngày nào hàng ngày đều có video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày nay em có một cây đó là Julien CH phiên bản limited edition của Pháp xưa, được sản xuất giai đoạn thập niên 1950-60, bọc vàng, kính thì nguyên zin toàn bộ rồi, độ mới thì trên 90%. Bây giờ em đi tiếp bên trong, cái này size 140, Julien CH Pháp xưa, rất mới rất đẹp. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác gặp tỉnh ở xa đấy sẽ yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 đến 4 ngày tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ nhé. Để gì chi tiết bên trong, ở cầu giữa nó có cái chuyện vương và số 20. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ, số điện thoại, lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Càng bên phải nó có một cái chuyện vuông, logo hãng từ ngày xưa, càng bên phải. Càng bên trái thì nó có cái chữ Julien và một cái chuyện vuông logo hãng. Julien, gọi là Julien CH. Giá cái này là 14,5 triệu, hay gọi là 14.500k. Giá cái này là 14,5 triệu, hay còn gọi là 14.500k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao tiếp toàn cầu trên toàn lãnh thổ, và yên tâm về giá cả, về chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản ba ship, bác nào chuyển thịt ship cốt thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần. Không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em. Tránh tình trạng quán đến nước xuất quán gửi hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa. Và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Bác nhớ là trước khi đến điện thoại cho em để anh liên tiếp bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp lý, hợp đồng gu, đó là giá trị cực kỳ lớn khi đến với em. Về thời gian bán hàng là từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối, rất thoải mái, cho nên là bác phải điện thoại trước. Đôi khi là em đi làm cái thiết bị y tế và dược, về có cái hợp đồng rất là bận, không có nhà đi vắng thì bác điện thoại trước thì em sẽ sắp lịch để em tiếp đón, cũng như liên tiếp bán từ xa. Về thời gian vừa rồi là em cũng rất là bận, mặc dù là đang là dịch giã, cũng là đang thời gian giãn cách xã hội của Hà Nội và một số tỉnh khác nữa, thì em rất là bận bởi vì em có những hợp đồng với thiết bị đấy, bây giờ khá là bận rộn, cho nên là các bác điện thoại trước thì em mới sắp lịch được. Chứ nhiều bác đến đột xuất quá, có những bác đến 2 lần không gặp em bởi vì đến đột xuất quá, đấy cứ điện thoại trước cái thì em sắp lịch đấy. Giá là 14,5 triệu, hay gọi là 14.500k. Các bác mua đâu mua, bác nên lựa chọn những món lâu năm có thương hiệu uy tín. Ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, em và một số anh em là chơi đồ cổ, món đồ cổ là 20 năm, 30 năm, số điện thoại là trên 20 năm đấy. Còn ngày nay với cái phương tiện thông tin đại chúng nhá, một số đối tượng xấu như họ bán hàng qua gian hàng ảo, những cái trang thương mại tử bán qua app, không địa chỉ, không số điện thoại, mà thậm chí là có địa chỉ nhưng toàn địa chỉ linh tinh, có số điện thoại nhưng toàn xin vấn mại xin rác, rất nguy hiểm. Mua bán thì hẹn chỗ này chỗ nọ chỗ kia, hẹn ở đường, hẹn chân tòa nhà, hẹn chân chung cư, rồi là hẹn cà phê không hẹn được thì anh ở đâu em mang qua xem bưng mua thôi. Rất nhiều bác bị dính phải đồ dởm, đồ giả, đồ nhái, đồ giả cổ, cũng như là đồ quần áo hàng hiệu dởm giả nhái. Bởi vì là con đã bảo anh cứ ở nhà đi, em bao ship tận chân giường, anh mang đến anh xem bưng mua thôi, cho nên là nhiều bác bị dính vào cái chiêu trò như thế. Thậm chí có anh ở Quảng Ninh mua phải cái kính cơn để đọc chú nhỏ giả 15 triệu, rất là đáng tiếc. Bởi khi xem anh xem kênh của em mà nhiều kênh của khác thấy toàn giao 20 triệu, hơn 20 triệu thì anh mà kêu gắt đấy, rồi là chữ nghĩa không rõ ràng, thì anh xem cái đồng chí kia có đưa cũng kênh lên, mà thậm chí là nó đăng ký kênh nhiều hơn bọn em luôn ấy. Đấy, mà thì bảo là mới có mỗi số điện thoại xong thay đổi số điện thoại thôi là thôi, không biết ở đâu luôn. Đấy, rất là đáng tiếc ấy. Mình phải lựa chọn nơi mua bán lâu năm trong uy tín.
Đấy, mua bán phải mục siêu thị ở nhà, có làm sao để nó vạ được. Thứ hai, mình chọn cái địa chỉ lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn như em và một số anh em đấy, chưa được cùng bán đồ cổ 2 năm, 20 năm, 30 năm thì luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Đấy mới là kinh nghiệm của anh trong nước ngoài nước. Ở đây là em góp bộ chia sẻ quan điểm không lên lớp về đời, mà không có kiêu căng kiêu ngạo đấy nhá, rất là hòa đồng, bởi vì em chia sẻ cũng như là thậm chí nhiều bác đến em tư vấn cố vấn rồi là chỉ đường rất nhiệt tình hết mình, ra nhà ga bến xe sân bay đảm bảo an toàn yên tâm tuyệt đối. Nguyên tắc em bây giờ thậm chí là em có lúc em không bận gì em đón, thậm chí là em rảnh hay không bận gì em có thể đèo ra nhà ga bến xe. Nguyên tắc bên em làm việc nó rất là rõ ràng lắm và luôn luôn đảm bảo quyền lợi cho các bác như thế đấy. Và giá cây của Du Liên Chat Pháp xưa bọc vàng phiên bản limited entered có giá là 14 triệu 500 nghìn hay gọi là 14.500k đấy. Tại vì các bác nhiều khi cứ lầm tưởng là để ý những kênh, một số kênh kia nó mới đăng ký được một năm, 5 năm rưỡi, 2 năm thì 10.000, 15, 20.000 đăng ký kênh, tưởng là uy tín nhưng thực chất là không có đâu, bởi vì là thuê một đơn vị thứ ba quảng cáo marketing SEO để like, để view, để là đăng ký kênh theo dõi lên cách chóng mặt chóng mặt, quá nguy hiểm. Trong khi đó kênh của em triển khai hơn 5 năm rồi, 2009, bởi vì em làm cách hữu xạ tự nhiên hương, không có like, có view, không thuê cái đơn vị nào quảng cáo marketing và SEO cả. Đấy, một lần nữa rất cảm ơn bác luôn quan tâm dành thời gian xem và theo dõi video của em vừa dài vừa thô. Bác nào chưa kênh của em hãy nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống push sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến điện thoại bác vì ngày nào em có video. Vâng, xin chào và gặp lại phía sau.